Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio là một cái video để giáp cho một bác khách ở tỉnh Yên Bái một cặp loa full 30 tư leo. Với cấu hình ngày hôm nay thì cho cái chất âm là rất là sáng tiếng khi các bác hát karaoke. Và cấu hình này thì giá của nó cũng bình dân và rất là dễ sử dụng khi cặp loa này hát karaoke gia đình. Với cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn giới thiệu cho tất cả các bác là một cấu hình loa full. Tí nữa nắp để tem giờ xếp vào kia các bác nhé. Loa full 30 này sử dụng bát neo của BM. Với cấu hình này các bác hát tiếng của nó rất là hay, hát gia đình hay, vì cặp neo BM này em ghép với cặp neo BM này này em ghép 4 năm nay với cặp loa này cấu hình như này rồi. Kể cả là phòng hát hoặc là các bác sử dụng loa karaoke gia đình, những cặp loa này đều rất là tuyệt vời. Với cấu hình ngày hôm nay là em giới thiệu cho tất cả các bác là một cặp củ bát neo. Đít bát có đôi 4, 6, 8 cái nốt để tỏa khí tỏa nhiệt. Dòng bát 430 neo của BM, xương nhôm đúc trẻ đôi. Con này là 500W trên trở kháng 8 ohm, hàng chính hãng của công ty BM. Râu của nó đều bọc dây điện từ ngoài vào trong. Đây là dòng sản phẩm nếu mà so với các dòng tuyến neo thì giải trầm của BM này rất tốt. Hát vẫn nhẹ nhưng giải trầm tốt hơn. Đấy, có nhiều dòng neo này mới là loại nào mà lại có rất là nhiều cái dòng neo trên thị trường, một cái loại mà củ nhỏ nhỏ ấy. Cái loại củ nhỏ nhỏ ấy. Loại chuyên lời thì nhiều khi các bác nghe nó hơi bị chói tiếng một chút. Nó nhiều lời quá. Với cấu hình này là màng sơn dầu gân 2 gân. Sử dụng một bộ mạch phân thần có cả giải chống cháy thép, nằm mạch chống cháy thép. Bình thường các dọc phân thần khác thì nó chỉ có bóng cầu chì hoặc là tụ thôi, nhưng con này sử dụng mạch chống cháy thép. Con này nó sản xuất phân thần này có mã S015. Nó sản xuất theo kiểu là nhiều trở, nhiều có dòng phân thần khác là nhiều tụ, nhưng con này sản xuất rất là nhiều trở. Và đồng của nó thì nó sẽ tết nhiều sợi thành một sợi, chứ nó không bình thường các loại khác thì nó như là một sợi đơn to thôi, nhưng con này nó sẽ tết thành nhiều sợi thành một sợi to. Đấy, phân tần S015 này nếu mà dựng các mẫu phân tần khác thì sẽ rẻ hơn phân tần S015 này. Phân tần S015 mình cho ra giải lời cực hay luôn, full 30 nhá. Vỏ thùng là mang thương hiệu RC các bác. Còn cặp tép của nó thì Tùng Nguyễn đang lên với cặp tép JBL 23XT, nắp nhựa từ 120/24. Cặp tép này nếu mà so sánh với các dòng từ 120 thì tiếng của nó rất là hay. Các bác nhìn này, cả kẹp tê kẹp lỗ của nó rất là dày, giải tiếng lời tép rất là sáng, độ bén tốt, nhuyễn. Cấu hình tép này là tép bích dày, thế nên là tiếng của nó hay. Với cấu hình này, quả tép này của nó, cái lón ở bên trong của nó sẽ bằng kim loại, nó khác với các dòng tép 450 khác. Nên cặp tép JBL 23XT tiếng của nó rất là hay. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Radio có review cho tất cả các bác tham khảo một cái cấu hình loa này chơi gia đình với cấu hình giá bình dân mà lại hát rất là sướng, và hát ở trong gia đình tiếng trầm của nó tốt, không bị hề bị chói tiếng. Khi Tùng Nguyễn ghép lên một đôi loa thì phải cảm nhận là khi mình hát lên lời nó như nào, có đủ độ hay của nó để cho khách hàng dùng nó có thích hay không. Vì đôi loa này Tùng Nguyễn lên cấu hình nhiều năm rồi, tiếng của nó cực kỳ hay. Với cấu hình ngày hôm nay thì Tùng Nguyễn đang cung cấp là 6,1 triệu đôi loa này. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm cứ liên hệ cho Tùng Nguyễn Radio. Tùng Nguyễn sẽ lên đơn và gửi hàng cho tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc. Với cấu hình này, nếu các bác sử dụng một đôi này và một quả xúc điện 40BJK như thế kia thì nó đánh nhức người luôn các bác nhé. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.